Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump diễn ra tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Không quân Israel đã nã tên lửa vào trại tị nạn Al-Masawi nằm gần thành phố Khan Yunis ở dải Gaza, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Ông Kim Jong-un muốn tăng cường gấp bội năng lực hạt nhân của Triều Tiên. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự quốc tế được phát trên kênh YouTube Truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, 8 giờ sáng nay, ngày 11 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bước vào cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên với màn tranh luận nảy lửa và gay cấn. Khi bước vào phòng tranh luận không có khán giả, bà Harris chủ động tiến về phía ông Trump để bắt tay. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt trực tiếp. Ngay sau đó, hai bên bắt đầu nhận câu hỏi từ người dẫn chương trình. Chủ đề đầu tiên xoay quanh vấn đề kinh tế khi Phó Tổng thống Harris cho biết chính quyền của ông Joe Biden đã phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà ông Trump để lại sau 4 năm ở Nhà Trắng với tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ đại khủng hoảng, vụ tấn công tồi tệ nhất đối với nền dân chủ kể từ nội chiến Mỹ và đại dịch sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Về phần mình, ông Trump khẳng định đã tạo ra nền kinh tế tốt nhất cho nước Mỹ trong nhiệm kỳ 2016-2020 và tuyên bố ứng cử viên của đảng Cộng hòa sẽ khiến nền kinh tế của nước này trở nên tốt hơn nếu đắc cử. Bà Harris cho rằng tất cả những gì ông Trump dự tính là cắt giảm thuế cho người giàu và nhấn mạnh định hướng chính sách là nền kinh tế cơ hội, bao gồm kế hoạch trừ thuế liên quan trẻ em, các khoản hỗ trợ về nhà ở và tìm cách ngăn chặn giá cả leo thang. Đáp trả Phó Tổng thống, ông Trump nhiều lần lặp lại câu nói cho rằng bà Harris không có kế hoạch nào cả, đồng thời bảo vệ kế hoạch về việc áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ các nước khác. Ông Trump tuyên bố nước Mỹ đang áp thuế lên các nước khác. Cuối cùng sau 75 năm, các nước khác sẽ phải trả lại cho Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng công kích những gì bà gọi là lệnh cấm phá thai của Trump khi tranh luận về quyền sinh sản của người Mỹ, trong khi đối thủ của bà dành phần lớn thời gian phản hồi chỉ trích đảng Dân Chủ vì quá tự do trong việc tiếp cận phá thai. Trong cuộc tranh luận, bà Harris cáo buộc đối thủ thuộc đảng Cộng hòa chia rẽ người Mỹ bằng cách thổi bùng căng thẳng chủng tộc, cho rằng sẽ là bi kịch khi người như vậy trở thành tổng thống. Liên quan tình hình Trung Đông, bà Harris khẳng định sẽ luôn trao cho Israel khả năng tự vệ, đặc biệt là khi liên quan Iran và bất kỳ mối đe dọa nào mà Tehran và các lực lượng ủy nhiệm gây ra. Song cũng cảnh báo quá nhiều người Palestine vô tội đã thiệt mạng trong cuộc xung đột đang diễn ra. Cuộc chiến giữa Israel và Hamas là một trong những vấn đề gây chia rẽ chính trị mạnh mẽ nhất đối với đảng Dân Chủ. Hầu như bà Harris thuận theo lập trường của Tổng thống Joe Biden trong vấn đề này khi cố gắng cân bằng quan điểm ủng hộ không dao động đối với an ninh của Israel, đồng thời lên án những hành động khiến dân thường Palestine ở Gaza đau khổ. Theo bà, cuộc chiến này phải chấm dứt ngay lập tức bằng cách đạt được thỏa thuận ngừng bắn cũng như trao trả con tin, và Mỹ sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ về vấn đề đó. Phó Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ cho một giải pháp hai nhà nước trong xung đột Palestine và Israel, trong khi cựu Tổng thống Trump lảng tránh câu hỏi về việc này, chỉ lặp lại tuyên bố của mình rằng bà Harris và đảng Dân Chủ ghét Israel và những xung đột này sẽ không xảy ra dưới thời của ông. Về xung đột ở Ukraine, cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục tái khẳng định tuyên bố ông từng nhiều lần đưa ra rằng tôi sẽ kết thúc xung đột giữa Ukraine và Nga nếu tôi được bầu làm Tổng thống, tôi sẽ hoàn thành nó trước cả khi nhậm chức. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời nhấn mạnh ông cũng có thể khiến cả hai nhà lãnh đạo đàm phán và chấm dứt xung đột. Mặc dù vậy, khi được điều phối viên cuộc tranh luận hỏi liệu có muốn Kiev thắng trong cuộc xung đột với Moscow hay không, ông Trump không trả lời trực tiếp mà nói rằng kết thúc cuộc chiến này là có lợi nhất với Mỹ. Cũng liên quan các cuộc xung đột trên thế giới, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định nước này không triển khai binh sĩ ở bất kỳ vùng chiến sự nào, dù đã triển khai lực lượng ở các quốc gia trên khắp thế giới. Ngày 10 tháng 9, Ukraine đã thực hiện vụ tấn công khu vực Smarkova bằng thiết bị bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay nhắm vào thủ đô Nga. Theo kênh CNN, vụ tấn công này đã khiến ít nhất một phụ nữ thiệt mạng, phá hủy hàng chục căn nhà và buộc nhiều máy bay phải chuyển hướng khỏi các sân bay xung quanh Smarkova.
Nga cho biết họ đã tiêu diệt ít nhất 20 thiết bị bay tấn công không người lái của Ukraine khi chúng tràn qua khu vực Smarkova, nơi có dân số hơn 21 triệu người. Nga cũng hạ 124 chiếc nữa trên 8 khu vực khác. Ít nhất một người thiệt mạng gần Smarkova. 3 trong số 4 sân bay của Smarkova đã phải đóng cửa hơn 6 giờ và gần 50 chuyến bay đã bị chuyển hướng. Trong khi đó, Ukraine nói rằng Nga đã tấn công nước này trong đêm bằng 46 thiết bị bay không người lái, trong đó có 38 chiếc đã bị bắn hạ. Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào Nga đã gây hư hỏng các tòa nhà cao tầng ở quận Zamenskoy thuộc khu vực Moscow, khiến các căn hộ bốc cháy. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 70 thiết bị bay không người lái cũng đã bị bắn hạ trên khu vực Bryansk của Nga và hàng chục chiếc nữa bị bắn trên các khu vực khác. Sau khi Nga tiến công ở miền đông Ukraine, Ukraine đã tấn công xuyên biên giới ở khu vực Kursk thuộc miền Tây Nga từ ngày 6 tháng 8 và thực hiện các vụ tấn công bằng các thiết bị bay không người lái ngày càng lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga. Cuộc chiến này chủ yếu là cuộc chiến của pháo và thiết bị bay không người lái dọc theo tiền tuyến dài 1.000 km ở miền nam và miền đông Ukraine. Cả hai bên đều đã tìm cách mua và phát triển các thiết bị bay không người lái mới, triển khai sáng tạo và tìm kiếm các cách mới để tiêu diệt thiết bị của nhau, từ súng trường cho đến các hệ thống gây nhiễu điện tử tiên tiến. Cả hai bên đều biến các thiết bị bay thương mại giá rẻ thành vũ khí chết người, đồng thời tăng cường sản xuất và lắp ráp để tấn công các mục tiêu như xe tăng, cơ sở hạ tầng năng lượng và sân bay. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine là khủng bố vì nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và tuyên bố sẽ đáp trả. Trong thời gian qua, Nga đã tấn công Ukraine bằng hàng nghìn tên lửa và thiết bị bay không người lái trong 2 năm rưỡi, phá hủy phần lớn hệ thống năng lượng. Về phần mình, Ukraine nói họ có quyền tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, mặc dù các đồng minh phương Tây tuyên bố rằng họ không muốn có một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối NATO do Mỹ dẫn đầu. Hiện Ukraine chưa bình luận về các cuộc tấn công hôm qua, cả hai bên đều phủ nhận tấn công dân thường. Các cuộc tấn công mới nhất vào Smarkova diễn ra sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái mà Ukraine thực hiện vào đầu tháng 9, chủ yếu nhắm vào các cơ sở năng lượng và điện lực của Nga. Về phần mình, Ukraine nói họ có quyền tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, mặc dù các đồng minh phương Tây tuyên bố rằng họ không muốn có một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối NATO do Mỹ dẫn đầu. Hiện Ukraine chưa bình luận về các cuộc tấn công ngày 10 tháng 9, cả hai bên đều phủ nhận tấn công dân thường. Các cuộc tấn công mới nhất do Smarkova diễn ra sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái mà Ukraine thực hiện vào đầu tháng 9, chủ yếu nhắm vào các cơ sở năng lượng và điện lực của Nga. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, không quân Israel đêm qua đã nã tên lửa vào trại tị nạn Al-Masaqi nằm gần thành phố Khan Yunis ở dải Gaza, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trang tin Al-Arabiya dẫn lời nhiều nhân chứng kể rằng trại tị nạn Al-Mawasi, nơi được thiết lập dành cho những dân thường bị mất nhà cửa trong cuộc xung đột Israel-Hamas, đã bị tấn công bởi ít nhất 4 quả tên lửa và tạo ra những hố bom lớn sâu tới 9 mét. Có 20 căn lều, nơi cư trú của nhiều gia đình tị nạn bốc hỏa, ít nhất 40 dân thường Palestine thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Các nhóm cứu hộ của chúng tôi vẫn đang di chuyển những thi thể và người bị thương ra khỏi khu vực bị không kích, một quan chức thuộc cơ quan phòng vệ dân sự dải Gaza nói. Trong thông cáo đưa ra rạng sáng 10 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố mục đích họ tiến hành vụ không kích là nhằm phá hủy một sở chỉ huy của phong trào Hamas ở Khan Yunis. Thông cáo IDF viết trên mạng xã hội X cho rằng các chiến cơ không quân Israel với sự hỗ trợ tình báo từ các đơn vị Shin Bet, Amen và Bộ Tư lệnh miền Nam Israel đã tấn công vào tổ hợp chỉ huy của Hamas ẩn nấp bên trong khu vực nhân đạo ở Khan Yunis. Được biết, các tay súng Hamas sử dụng nơi đó để lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công nhằm vào IDF và công dân Israel. Hamas ngay sau đó bác bỏ tuyên bố trên của IDF, đồng thời gọi đây là lời nói dối trắng trợn. Trong một diễn biến khác, lực lượng phòng vệ Israel công bố đoạn phim về một lối đi sâu dưới lòng đất mà Israel cho là nơi Hamas giam giữ và giết 6 con tin Israel hồi cuối tháng 8 theo tờ The Times of Israel. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng đoạn phim được quân đội Israel quay ngày 6 tháng 9 trong lúc pháp y điều tra cái chết của các con tin. Gia đình các nạn nhân và nội các an ninh Israel được xem video trước khi công khai cho mọi người. Trong đoạn phim, ông Hagari đi quan sát một đường hầm ngầm ở khu phố Stan Sultan, thành phố Rafah, dải Gaza.
Theo lực lượng phòng vệ Israel, đường hầm là một lối đi hẹp dài 120m nối các phần của một mạng lưới ngầm lớn thuộc về lữ đoàn Rafah của Hamas. Bên trong đường hầm nằm sâu khoảng 20m dưới lòng đất, Israel đã tìm thấy thực phẩm và thiết bị có thể do Hamas và các con tin sử dụng để sống sót dưới lòng đất trong thời gian dài. Bên trong đường hầm còn có những chai nước tiểu, quần áo phụ nữ và những vết máu lớn trên mặt đất. Ông Hagari lưu ý rằng những con tin ở trong đường hầm này trong điều kiện kinh hoàng, không có không khí để thở, không thể đứng thẳng. Người phát ngôn nói thêm, vẫn còn những con tin, 101 người, một số người trong số họ vẫn còn sống trong cùng điều kiện trong những đường hầm như thế này ở Gaza, cần phải làm mọi thứ để có thể đưa họ sống sót trở về nhà. Các nguồn tin quân sự nói với The Times of Israel rằng mạng lưới đường hầm trên là một trong những hệ thống ngầm phức tạp lớn nhất mà Israel phát hiện ở Gaza cho đến nay. Hamas chưa bình luận về đoạn phim. Trước đó, ngày 31 tháng 8, một ngày sau khi phát hiện đường hầm trên, lực lượng phòng vệ Israel đã tìm thấy thi thể 6 con tin bên trong đường hầm. Vụ việc đã gây phẫn nộ trong người dân Israel, khiến hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình phản đối cách chính phủ xử lý cuộc chiến ở dải Gaza. Theo Yonhap, trong ngày 9 tháng 9, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã trích dẫn bài phát biểu của ông Kim Jong-un trong buổi họp chính phủ nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Triều Tiên. KCNA dẫn lời ông Kim cho biết cần phải hoàn thiện hơn nữa năng lực hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời sử dụng hợp lý năng lực này để đảm bảo an ninh quốc gia. Bình Nhưỡng đang theo đuổi chính sách tăng gấp bội kho vũ khí hạt nhân, trong khi lực lượng tác chiến hạt nhân được vận hành theo hệ thống chỉ huy và kiểm soát chặt chẽ. Cũng theo ông Kim Jong-un, Triều Tiên cần duy trì năng lực quân sự mạnh mẽ để đối phó với hàng loạt nguy cơ khác nhau tới từ Mỹ và đồng minh. Tuy vậy, Triều Tiên là quốc gia hạt nhân có trách nhiệm và sẽ chỉ sử dụng loại vũ khí này cho mục đích phòng thủ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.